1001 câu chuyện. Quá wow, trời ơi, cái lâu đài thiệt là đẹp, thiệt là đáng yêu. Ước gì mình được ở trong này ha. Nhưng mà chắc khó đây. Nằm mơ cũng không được nữa. À, mà không biết bây giờ con tóc xanh nó đang làm cái mô chi ha. Trời ơi, thiệt là tội nghiệp hà. Làm cả đời chắc không đủ tiền để mua cái váy như mình đâu ha. Tội nghiệp phải đi chăn gà. Thôi, mình qua đó mình ghẻo lần xíu mới được. Chứ giờ rảnh rỗi không biết làm gì hết trơn á. Cục ta cục tác, gà ơi gà à, gà ăn cho nhiều để mau mau lớn. Hi 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 hi, mà đẻ thật là nhiều trứng luôn. Cục ta cục tác, ôi trông tụi bay thật là đáng yêu. Hi, để xem được bao nhiêu em gà rồi ta. 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, la 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 la, trông tụi bay thật là đáng yêu luôn. Xin chào cô em chăn gà, đàn gà của em đã được bao nhiêu con rồi, đã đẻ được bao nhiêu quả trứng rồi, ha ha ha. Dạ chị qua đây có gì không ạ? À? Dạ đàn gà của em vẫn bình thường, em cho nó ăn hàng ngày, hi hi, đàn nó đang lớn dần từng ngày trong những chú gà thật là đáng yêu. Trời, trông mày có vẻ vui đấy, ha, vui với chú gà, tao chưa từng thấy ai như vậy luôn, chăn gà thôi mà cũng vui thiệt, hi, tao hết nói nổi mày luôn ạ, tao qua tao khịa mày chơi thôi chứ cũng chả có gì. Mà trong cái đàn gà của mày cũng ngộ nghĩnh thiệt, giống y chang như mày vậy đó, giống ngáo hơn người sao á ha. Mà thôi, tao đi về đây, tao đi về căn nhà to bự của tao đây, tao không cần làm mà tao cũng có ăn nữa. Thôi ở lại chăn gà tiếp đi nha, bye bye cô em chăn gà. Cái bà chị này thiệt là kỳ cục luôn á. Thôi mình đi chơi với mấy em gà của mình tiếp mới được. Bé gà ơi, bé gà à, ước gì chúng mày sẽ càng ngày càng lớn lên, càng ngày thật là xinh đẹp luôn. Ôi, vừa mệt vừa đói nữa chứ. Khát nước quá, uống miếng miết nước xuôi cho đỡ khát coi. Bây giờ đói quá mà trong cái chỗ này là cái chỗ nào mà không có một miếng thức ăn cho ta nữa. Thiệt là, nếu không ta sẽ chết mất. Bây giờ ta phải kiếm thức ăn ở đâu đây ta? Trời ơi, tiếng con gì vậy? Có mồi ngon cho ta rồi đây. Hình như là tiếng của động vật. Để ta đánh hơi xem. Nơi đâu? Trời ơi, ta nghe mà ta đói gì đâu á. Ta sắp có thức ăn rồi. Ta sẽ không phải bị chết đói. Quá nhiên ta đoán không sai mà. Có một đàn gà như thế này. Ta nó không bị đói rồi. Mà gà của ai trong đây? Sao mà con nào nó cũng mẩm mỉm vậy ta? Chỉ cần một con là ta no cả ngày. Bà là ai? Bà là ai? Sao lại bà vô đây? Bà có ý định gì với đàn gà của cháu? Ta chính là phù thủy của rừng xanh. Ta đói quá. Nhưng mà trong đàn gà của ngươi có vẻ ngon. Ngươi có thể nào tặng ta một chú gà được không? Chứ bây giờ ta đói quá, chẳng lẽ ngươi đi bỏ ta chết đói chết già như vậy sao? Dạ, xin bà đừng ăn gà của cháu có được không ạ? Đây là đàn gà mà cháu yêu quý nhất. Bà đói hả? Cháu có bánh màng thầu, bà ăn đỡ nha. Xin bà đừng ăn gà của cháu. Không, ta là phù thủy thì làm sao mà ta ăn được màng thầu? Ta thích những thức ăn có máu cơ. Nó sẽ nuôi sống cơ thể của ta. Nếu như ngươi không cho ta con gà thì ta sẽ bị đói đây. Hay là ta ăn ngươi nhỉ? Hu, xin bà đừng ăn gà của cháu. Bà cũng đừng ăn cháu mà, cháu sợ lắm. Hu, tài sản của cháu chỉ có một đàn gà này thôi. Nó bầu bạn với cháu suốt một năm qua. Hu. Ta nói vậy thôi chứ làm sao ta nỡ lòng nào ta ăn một cô gái tốt bụng và đáng yêu như con được. Nhưng mà ta phải xin lỗi cháu là ta phải ăn con gà của cháu thôi. Bởi vì ta quá đói rồi, ta không còn sức được sức lực nào nữa, ta xin lỗi cháu. Và tất nhiên khi mà ta ăn gà của cháu thì ta sẽ trả ơn cho cháu thật là xứng đáng, cháu yên tâm. Không, cháu chẳng cần trả ơn gì hết. Chỉ xin bà đừng ăn gà của cháu mà. Vô ích thôi cháu gái à, ta xin lỗi nha. Ta sẽ bắt đại một con vậy. Chú gà này qua trông có vẻ mũm mĩm và ngon đấy. Nhem 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 qua gà của con đúng là ngon tuyệt vời. Ta cảm ơn con rất là nhiều. Và tất nhiên là con sẽ không phải mất mát gì đâu. Ta sẽ ban cho con trở nên xinh đẹp và tòa lâu đài ở phía tây bên kia sẽ thuộc về con. Ta đi đây.
cảm ơn cô gái tốt bụng nhé. Hu 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 hu, chị xin lỗi em gà, chị không bảo vệ được em. Hu hu, chị buồn quá, bây giờ phải làm sao đây? Hu 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 hu. Ủa ủa, ta sao thế này? Ủa, tại sao ta lại biến thành như thế này? Qua, wow, có phải là mình nữa không? Chiếc váy này, đúng là bà phù thủy đã trả ơn cho mình. Nhưng mà hu hu hu, mình không cần, mình chỉ cần gà con quay về với mình thôi. Hu 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 hu. Ủa, làm gì mà em khóc bù lu bù lom, bên kia chị vẫn nghe thấy luôn vậy? Có phải là đói quá rồi không? Ha ha, chị nói rồi. Không thì em mằng đại con gà lên em ăn đi cho đỡ đói nè. Trời ơi, ủa, mà sao tự nhiên em trở nên xinh đẹp vậy? Trời ơi, cái váy này đẹp quá, đẹp hơn cả váy của ta đang mặc luôn. Sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Trời ơi, thiệt là không tin được mà. Em kể cho chị nghe coi, tại sao em lại có váy cái váy này lại trở nên xinh đẹp nữa chứ? Trời ơi. Dạ, là có một bà lão, bà ta nói là bà là phù thủy, bà ta đã bắt mắt một con gà con của em ăn và đã trả công cho em bằng chiếc váy này và làm cho em trở nên xinh đẹp hơn. Và có cả tòa lâu đài bên phía tây nữa. Nhưng mà em không muốn, em chỉ muốn gà trở về với em thôi. Hu 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 hu. Trời, cái gì? Thật sự là như vậy luôn đó hả? Trời ơi, chẳng lẽ con em mình nó may mắn vậy ta? Không được, nó có cái tòa lâu đài mà mình hằng ao ước, bây giờ cũng thuộc về nó. Không được, mình phải nghĩ cách mới được. Nè, em gái, bây giờ ta có điều kiện này, em hãy trao đổi đàn gà này cho chị. Còn em á, hãy về cái căn nhà to bự và một cánh đồng ruộng bao la, chị sẽ nhường tất cả cho em. Em chỉ cần để lại đàn gà này cho chị là được rồi. Chị hứa sẽ chăm sóc thật tốt luôn. Dạ không, không được đâu. Đàn gà này là đàn gà em rất yêu quý, em không giao nó cho ai đâu. Em đã bị mất hết một con rồi. Bây giờ mày cãi lời tao đúng không? Mày mà không giao cho tao là tao mằn thịt hết nguyên một đàn luôn đó. Bây giờ một là giao cho tao chăm sóc, còn hai là đàn gà này tao ăn hết. Dạ đừng. Được rồi, em sẽ giao cho hai đàn gà này trong vòng một tháng có được không ạ? Không cần một tháng, chỉ cần một ngày là đủ. Thôi, ngươi đi về căn nhà đó đi, để ta ở đây trông đàn gà cho. À, cục ta, cục tét, gà ơi là gà, gà vàng, gà bạc của ta. Hai nhớ phải cho nó ăn uống nha hôn, đừng để nó bị ốm đấy. Em để chăm sóc đàn gà này rất là kỹ, em đi đây. Ái chà, không biết khi nào một phù thủy đó mới đói mới quay lại đi ta. Mình cứ ngồi mình hóng, mình đợi. Ơi, ta lại đói nữa rồi, bây giờ phải làm sao đi ta? Chắc phải lại quay lại tìm cô bé ấy mới được. Mà không biết cô bé ấy có còn chăn gà và có cho ta ăn nữa hay không. Mà thôi kệ, ta đang đói, bất chấp vậy. Hay, đói quá. Hay, sao mà cái bà phù thủy này bả lâu tới thiệt chứ, ngồi mòn mỏi à. Ô, lại là một cô bé khác ư? Không biết cô bé này có giống cô bé trước không nhỉ? Ơ, cháu chào bà ạ, có phải bà tới ăn gà không? Hi, cuối cùng bà cũng đã tới rồi. Trời ơi, cháu ngồi cháu đợi bà lâu ơi là lâu luôn. Ủa, sao cháu biết ta tới đây để ăn gà? Đúng vậy, ta đang đói, cháu có thể cho ta một chú gà con được không? Trời ơi, dạ được chứ bà cứ ăn thoải mái, bà ăn bao nhiêu con cũng được hết luôn. Con cho bà hết đàn gà. Chỉ cần bà trả công cho con là được rồi. Tính tình hai cô bé khác hẳn nhau, sao kỳ vậy ta? Nó không tiếc một chú gà với mình. Mà thôi kệ, đang đói, ăn hết. Có phải là con ngớ con sẽ ta cho ta ăn hết đàn gà này không? Dạ đúng, bà cứ ăn hết đàn gà đi ạ. Được thôi, nhưng mà ta không cần phải ăn hết cả đàn như vậy đâu. Hai ba con là đủ rồi. Nem. Qua, quá là đồ ăn tươi sống có máu, thật là ngon. Nhem. Ngon lắm đúng không bà? Hi, bà cứ ăn tiếp đi ạ. Nhem, ngon quá. À, sao vậy? Sao bụng ta đau quá? Thật đau quá, quá là đau luôn. Trời ơi. Ngươi nuôi gà bằng cái gì mà sao ta ăn vô ta đau quá? Ngươi dám hạ độc tao? Cô bé này là một cô bé xấu bụng, tham lam, ích kỷ. Chẳng tốt bụng như cô bé lần trước. Ta sẽ cho ngươi trở nên xấu xí vì cái tội tham lam của mình. Ta đau bụng quá mà ngươi dám đầu độc ta. Ngươi kêu ta ăn thật nhiều gà vô thì ra là ngươi có âm mưu, đồ độc ác. Ngươi sẽ trở thành xấu xí, hồ biết. A, không, tôi không muốn trở thành xấu xí. Không, ta không muốn thành xấu xí đâu. Và thế là câu chuyện cô bé chăn gà đến đây là kết thúc rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.